Rồi vô đầu video xin chào cả nhà, buổi sáng trời rất là mát mẻ. Hôm nay mình đi về nhà về chính chơi, mình ghé Tân Bình. Đây là sân Tân Bình, chợ Tân Bình nè cả nhà, mình quay cho cả nhà xem nha. Lâu lắm rồi, từ hồi giãn cách tới giờ á, mình không có đi về Tân Bình để đi ra chợ để quay. Bữa nay mình đi, mình ngang nè, đi về số, bữa nay Tứng không có về. Bây giờ mình đi vô chợ. Cái chợ cá đó. Cái người ta bán, người ta sợ, người ta che cái kìa. Nó chịch luôn. Dịch, mùa dịch có người ta đi chợ nè, người bán thôi nhiều hết sức luôn. Xuống mùa tép đây, xuống chợ cá đây. Cái nè dịch nè, người ta bán, người ta che vậy hết trơn nè cả nhà. Quay coi bán toàn là người bán không à, người bán không à. Đây bây giờ lại mua té. Mấy bà bán, mấy bà khoái ra cười kìa. Tám nay tám về chín à, tám ghé chợ tám mua miếng tép về chín bắt cá cha kho. Đây mình mua tép đây. Bữa nay ăn tép đây nè, chị này bán thịt heo vui, rất là vui vẻ, mà mình ngày hôm nay mình không có mua được cũng buồn. Chị bán cái vui vẻ chứ rồi à. Không quay ngon ớn luôn nè. Quay ngon quá trời ngon quá. Dịch người ta sợ, người ta ngồi trong mùng không à.
chơi được. Giờ là đóng cửa hết rồi. Cô đi về cô chín nè. Trời ơi cái nè. Bước ăn nè. Sáng ra ngồi nè uống cà phê nè. Đi về vậy? Cô đi về có mình cô à. Quẹo vô là đi thẳng lên Vĩnh Long, còn này là đi vô Long Mỹ. Rồi đây mình lên tới nhà dì Chính này nè, mua tép về dì Chính mà mình quay. Đó. Đó. Mình ra chợ mua miếng tép đó, rồi lát nữa dì Chính bắt cá cha lên. Đây đây. Dì Chính lúc nào cũng có ăn một son giá vậy nè. Trộn làm mình làm gỏi đó ha. Chút nữa mình ra mình quay chọc bắp chuối. Bữa nay là mình về một mình ên hà. Rồi thành ra mình sướng rồi mình quay cho dì Chính nó nấu cơm ăn. Đây. Vườn của dì Chính đi ra kiếm không gặp luôn. Đó, dì Chính đi chọc rồi. À, bà chui đó. Trời ơi. Vậy là có đồ gãy luôn rồi nè. Nè có đồ cắt luôn cái nằm trong chảo luôn ngon ha, bà chui sáp ngon ha. Mình chọc xuống cái nó dập nó không ngon. Ừ. À, rồi. Sáp này ăn là ăn giòn lắm. Ngon phải không? Ngon hơn bắp chuối gì cả đó. Với đừng cho gà, cho chó nó ra. Nói với bác chú này chú gì quên tấn ảnh. Nè. Bác chú sáp vậy nè cả nhà. Đó. Ngon. Rồi kìa, okay, rồi kìa, okay, rồi kìa, không biết dính còn gì đây. Gỗi. Gỗi, trời ơi. Ôi trời. Ok, kìa, 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 ăn, ăn kìa. Giỡn chứ hết, trời ơi, đó, chua. Ờ, ngon á không? Đó, tính đâu không dính rồi, ai ngờ đâu dính. Tính nay ăn cực nữa rồi. Đây, kiểu gì chính bằng cá, kiểu khác mình đó cả nhà. À, mà về mình cho đổ nước sôi vô mình trộn xương cái cho sạch nhớ rồi bắt đầu chặt kỳ chặt mày kia mình mới chà cái cước mình chà nó sạch. Còn mình dưới thì mình móc lồ ra trước hết rồi mình mới chế nước sôi, còn gì chính để vậy luôn nè, để vậy chế luôn. Cạo cạo nó sạch hơn chứ móc ra rồi nó đâu bằng, nó đâu bằng. Rồi xong đó chị mới rửa chanh muối rồi chị mới mổ. Mổ
Thì đó đó, ngồi mỗi người ngồi khác. Hồi xưa không biết thì làm cho biết. Rồi giờ thì trụng nước sôi. Làm cho vậy chứ không bằng nha, hồi xưa làm cho chứ nó không có trắng bằng. Rồi xong đây, người dì chín kho tép bạc với con cá cha là chung kho với mè. Để mè vô. Kho mè. Đó. Giờ nhiều đó là ăn một buổi đó. Hồi nãy thì mình chọc bắp chuối rồi bây giờ nấu trái chuối, dì chín nấu trái chuối đây, chuối sáp. Mà mọi người khác ốp cái cách khác hết, dì chín cũng ốp cách khác, mình kho cách khác luôn. Đó, dì chín ăn có mấy đó đó. Còn mình tới đâu làm đó bột nêm là gặt ghi không có luôn. Phải có bột ngọt nó mới dịu. Nước màu cũng gì chín thắng luôn. Thắng đường cá. Giờ thấy ngon chưa cả nhà? Rồi miếng hành thôi. Mình chữa lại miếng lần hồi mình phi. Phi cho nó mỗi nhà mỗi khác. Ở trên này thì ăn vậy đó. Vậy cái mình hồi đó mình đập cái tỏi vô, mình để miếng dầu vô, mình sơ qua sơ lại cho nó săn, rồi mình mới để cái mắm vô. Chuối mình làm mỗi ốp cá cho để đó thấm chút mới kho. Giờ quay qua sắc bắp chuối. Nấu ăn không biết nha. Không nghe cháu nội nói sao? Bà nội kêu gì? Cá vợ. Nấu ăn ngon. Ăn ngon. Bao vậy xong bắt đầu cái lên tới trên trái mình lột ra. Đem qua đó ngâm. Đó, đem qua đó ngâm. Ăn cho nó trắng. Ngâm tí quý. Đổ miếng dầu vô. Nóng mình để tỏi với hành cho mình phi cho vàng. Rồi để từng lít nước. Đó vậy rồi sôi cái bắt đầu mình để cá vô. Để cá không, để me. Me vô trước hả? Cái mình vớt me ra. Me vô. Nha. Rồi, tại cá đây mình ướp rồi. Bây giờ mình để bao 4 muỗng nước mắm vô. Đó, dì chín kho cách kiểu này nè. Còn nhiều hết luôn. Rồi bắt đầu mình mới để cá vô. Đó. Rồi khi nào mình ăn mình mới vớt me ra rồi chừng dầm đó. Trong cái gì á? Ai ăn chua thì mình dầm. Người thì dầm vô nước luôn. Dầm vô nước thì khi dầm vô dành trong nồi vậy nó thấm nó không ngon. Nó sẽ dễ bị hôi ê cái nồi. Ví dụ ăn không hết nữa. Yeah. Trời ơi, cái dây mốt cái lên cao ngu ngút luôn nha. Bỏ ổng tính hái về đã rồi còn để dưới tủ kìa. À, trên dây đó. Vậy mà trái như hết sức luôn kìa. Bò lên tuốt lên chảnh luôn. Coi nè. Chờ ngày xong không ấy vô ăn. Có rụng kìa. Đem vô nó cũng không ăn. Giết rồi cũng ngán. Coi kìa. Thấy không? Vậy đó. Cái mốt tụng gà có bán dừa không đó mốt? Đây
Bây giờ mình đi ra mình cắt chuối chuối cao vô chấm ăn. Cắt nhỏ chuối cháu ăn đi ha. Ừ, cắt nhỏ chót đi. Ngon á không? Đó coi nè. Cháy hết sức rồi. Đâu nên nhìn là chỗ đó. Giờ anh thấy chưa? Ngon. Đó, củ lùng gì gì chín nó trồng coi ra đứng rồi muốn bằng gì chín nó luôn rồi kìa. Nè. Còn tấn sinh đem về trồng gì đâu mà có chút xíu là đã như làm như đất của mình nó không có tốt hay gì á. Làm như là đất ở dưới bị cương bị gì nè, bị phèn. Thấy không? Cái nè. Có mấy phần nào tự đó đó. Đất tốt. Gần Tết nha, gần Tết đám giỗ và vườn chín một cái là củ lùn nhóc hết trơn. Bông sơn nó trồng ổi này. Cứ ổi gì? Ổi nữ hoàng sao không có trái. Mà chưa thấy trái chừng. Tấn trọng dưới có ai biết chỉ cách nào có trái chỉ dùng với cho gì chín nó chứ. Trọng có ra tược gì không? Tốt giống. Tốt giống. Cả nhà dầu cái đu đủ này coi làm sao đây cả nhà. Đó. Dâu có gì chín là đi ăn ra cắt vậy đó. cắt ăn vậy đó. Tại vì cắt xuống chị để nó hư. Nó hư để vậy đó rồi cái bắt đầu miếng mình cắt ăn nữa thì mình giặt cái đó bỏ. Đã không? Rồi, nồi cá xong rồi giờ tới ăn cơm cả nhà ơi. Đau bụng tới rồi xong mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình chín ngàn bữa nay cá cha nấu kho lạc với mè với tép mà mời cả nhà dùng cơm hấp dẫn đó, ngoại ăn kìa, ngoại mời mấy cháu kìa. Đây cũng có nhiều người thắc mắc hỏi là dì chín mấy đứa cháu là đây là mình giới thiệu, bữa nay mình giới thiệu đây là con trai thứ hai của dì chín đó, đó trai thứ ba mất công chuyện rồi, đi công chuyện rồi không có nhà, còn có bên kia là gái út đó chỉ có ba đứa thôi, rồi dâu và dâu thứ hai là đây trai cháu này là đi làm, bữa nay đi trực rồi đó, mình giới thiệu cho cả nhà xem cho biết ha. Chào mọi người, mình là Tính. Nếu thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.